Con chào chú, Rồi, ok, khỏe không chào. chú? À, chú này cũng khỏe, nói chung là khỏe. Bà, ta Dạ. thấy cái đầu, ta thấy mày rẽ mày ngồi, mày uống có uống rượu không? Ta thấy mày với bạn Nguyễn có làm gì đi. Mày mà uống là tao rượu, tao chửi á, trước rồi á. Tao nãy tao ghi rồi Cả nó mà. biết đó chú ơi, Trời cả nó có nửa chai à? ơi, đồ má, nửa chai mà kêu ít. Trời ơi. Dạ. À, tôi là trước mắt thì con xin chào chú Cầm Nguyên. Rồi. À, xin chào tất cả các anh các chị trên diễn đàn của chú Cầm Nguyên. Thì hôm nay nhân tiện chú Cầm Nguyên mở live thì Trần Tân cũng lên chia Chờ chút sẻ bạn một thông vài cái minh vấn đề. rồi. Dạ. Thì Trần Tân muốn chia sẻ về cái vấn đề như chú Cầm Nguyên mà nói đấy, là vấn đề làm từ thiện. Thì có rất nhiều Trần Tân cũng lên live của Dương Vi và có từng nói rồi. Tức là cái vấn đề làm từ thiện ấy, đầu tiên là người ta có cái tâm. Có cái tâm đúng rồi, nãy tôi nói rồi. Và thứ hai người ta có tiền. Đúng rồi. Thứ Và thứ ba ba là người ta có uy tín. có uy tín, có tiếng nói, Là có uy tín. là người của cộng đồng nữa. Thế tại sao có tất cả mọi cái một số những cái nhà đấu tranh dân chủ cuội ấy thì chê bai? Thì Trần Tân sẽ phân tích hai cái khía cạnh. Đầu tiên là khía cạnh về cái phân tích của khía cạnh về cá nhân của ca sĩ Thủy Tiên đi. Thì là đầu tiên là ca sĩ Thủy Tiên là người có uy tín, có thời gian, có tiền, có tiếng nói với các fan hâm mộ và một số người Có tâm, dân trong nước có và tâm, ngoài nước. có tâm là bởi Thì vì nếu các anh các chị mà thì chú để con chia sẻ, tức là các anh các chị đấu tranh với các nhà đấu tranh ấy, nếu có đủ uy tín, có đủ những cái tiếng nói bằng ca sĩ Thủy Tiên thì hãy làm như ca sĩ Thủy Tiên đi. Còn khi không làm được thì hãy để cho người ta làm, đừng có lên miệt thị chê bai người ta thế này thế nọ. Cái việc làm của ca sĩ Thủy Tiên được rất nhiều người dân trong nước, kể cả là chính quyền, người ta ủng hộ, chứ không có chính quyền nào người ta ngăn cản hết đấy. Có điều này, khi tất cả mọi người đi làm từ thiện, và tôi tin chắc là kể cả Thủy Tiên cũng đã làm, là người ta phải liên hệ với cái chính quyền địa phương. Việc đầu tiên là người ta phải liên hệ để đảm bảo cái an ninh cho những người đi làm, đảm bảo an ninh và phương tiện cho những người đi làm từ thiện. Thứ hai là để người ta kiểm soát được những cái bất cập về những cái manh động của những cá nhân. Đấy là một điều mà chính quyền người ta khuyến khích điều đó, và chính quyền người ta cũng khuyên mọi người đi làm từ thiện điều đó. Đây chính đáng, cứ không ai ngăn cản, không cấm cái điều đó. Đấy là cái đầu tiên Trần Tân chia sẻ như thế. Và Trần Tân chia sẻ cái việc này mới là cái mà Trần Tân cũng trăn trở, cũng hay có những cái mà muốn nói mọi người, nhất là những giới chống cộng cực đoan, là giới dân chủ của anh này. Cá nhân của Thủy Tiên cũng như là rất đông những người dân trong nước, cơ quan đoàn thể, người ta làm cái công tác từ thiện, thì cái vấn đề chính là người ta vì cái tâm người ta làm. Chứ còn nhà nước người ta lo là lo cái tổng thể. Thế bây giờ tôi hỏi các quý vị cũng như là các giới chống cộng cực đoan, nhà dân chủ như này, các người chỉ nhìn được cái ngọn là những cái cứu trợ đồng bào bão lụt, điều đó là cấp bách cấp thiết nhưng nó chưa đủ. Nhưng cái quan trọng là cái hậu của cái lũ lụt, là tất cả các điện, đường, trường, trạm bị thiên tai nó phá hủy, các phương tiện liên lạc thông tin bị phá hủy, các trường học bị phá hủy. Cá nhân nào là những người làm cái điều đó? Ngoài nhà nước ra, ngoài ngân sách nhà nước phải bỏ ra để làm những cái điều đó. Rồi những cái dịch bệnh hậu lũ lụt nó xảy ra, ai là những người lo việc đấy? Nên các người lên tiếng đấu tranh, lên tiếng nói, miệt thị phỉ báng nhà nước, nó chỉ là những cái mà gọi là các người nhìn thấy phần ngọn. Còn nhà nước người ta nhìn ở những cái tầm vĩ mô, những cái tầm quốc gia. Khi xử lý một cái vấn đề nó xảy ra ở một vùng lũ lụt, nó rất nhiều những hạng mục mà cần phải khắc phục. Bây giờ Trần Tân nói này, ví dụ một cây cầu nó bị lũ cuốn đi, nó sập, nó hàng năm 70 tỷ một cây cầu đấy, mà cả một cái vùng lũ nó không phải là chỉ có một cây cầu, mà biết bao nhiêu cái đoạn đường bị sạt lở,
cần phải khắc phục, cần phải khôi phục lại cái đoạn đường mà cái giao thông để đi vào, để cho trong mọi người dân người ta lưu thông trở lại. Ai là người làm được đấy ngoài nhà nước? Nhưng các người đấu tranh hay các người lên tiếng chỉ trích nhà nước, các người chỉ nhìn phần ngọn. Còn các người không thể bằng cái đầu óc của những người cộng sản, người ta lãnh đạo cái quốc gia được. Người ta phải nhìn một cái vĩ mô. Điện, đường, trường, trạm, giao thông, thông tin liên lạc. Một cây cột điện khắc phục lại nó là mấy chục triệu, chứ không phải là chỉ có một vài triệu. Một cây cầu nó hàng mấy chục tỷ, chứ không phải chỉ một hai tỷ. Nên các người đấu tranh hay làm cái điều gì đó phải nhìn nhận lại. Và nhân đây Trần Tân cũng nói này, chưa thấy một cái tổ chức nhé, một cái nhà đấu tranh, một cái giới chống cộng cực đoan nào mà lên tiếng ủng hộ cho người dân trong nước. Thế hỏi các người là thương dân ở đâu, thương dân là cái gì? Trong cái đó là cái diễn đàn của Benny Trương và Tân Thái lại hàng ngày hàng đêm kêu gọi là không gửi tiền. Chào Nguyễn Thanh Phong, không gửi tiền về quê Việt Nam. Thế thì các người thương dân ở đâu? Thương dân là cái gì? Thế tất cả các người chỉ bằng cái miệng lưỡi, mở miệng đó là chỉ trích những cái việc này việc đó. Nhưng thực ra tất cả những công tác cứu hộ, cứu nạn, ủng hộ đồng bào bão lụt, ủng hộ thiên tai các đồng bào ở vùng lũ đều là cá nhân, những người dân trong và những người có thật lòng có tâm ở nước ngoài, người ta làm những việc đó. Còn cái chính phủ người ta làm một cái việc khác, chính phủ người ta làm một cái việc lớn hơn, sâu và rộng hơn, chứ nó không phải là vấn đề là trăm tỷ hay mười tỷ hay một vài chục tỷ. Còn khi đồng bào vùng lũ người ta đã bị thiên tai như thế, cứu trợ một gói mì cũng là đáng quý. Nhưng các người hải ngoại, xin lỗi, em xin lỗi, đây là cái em đang nói về cái vấn đề là cái thế lực gọi là chống cộng cực đoan cũng như nhà đấu tranh đã làm được cái gì cho quê hương đất nước, đã có động thái nào để ủng hộ về quê hương đất nước, ngoài những chỉ trích về chính phủ, chỉ trích về những người làm từ thiện và lên live nói rằng không gửi tiền về Việt Nam cái giai đoạn này. Thế tôi muốn hỏi các anh các chị là các anh các chị yêu nước ở đâu, yêu dân trong nước là gì? Và cái điều này nó để một cái điều là chứng minh để cho mọi người thấy rằng tại sao bao nhiêu những cái diễn đàn của những thế lực chống cộng cực đoan cũng như bao những lời nói của giới dân chủ cuội nó không được người dân Việt Nam người ta hưởng ứng, người ta nhìn đến. Đó là một điều đích thực, bởi vì các người sống rất thiển cận, thô bỉ, hèn nhát, hèn mọn, và Trần Tân phải dùng một câu rằng khốn nạn, rất khốn nạn là điều đó. Còn người dân trong nước bây giờ đây này, ngay cái địa phương Trần Tân đang ở đây này, người hội chữ thập đỏ cũng là chính quyền nhân dân của xã, người ta đang kêu gọi người dân đồng lòng đứng lên ủng hộ miền Trung, không áp đặt bất cứ một cái tiêu chí nào mà người ta chỉ kêu gọi ủng hộ từng người, từng cá nhân, có bao nhiêu từ các cháu học sinh cho đến các người công dân bình thường như Trần Tân, 50.000, 100.000, 200.000, thậm chí là bằng hiện vật như một gói mì tôm, một thùng mì tôm hay những cái gì đó đơn giản nhất là trong cuộc sống để hỗ trợ những đồng bào lũ lụt. Đấy là một cái gọi thiết thực nhất, chứ không phải băng bôm. Còn đừng bao giờ chỉ trích những người ca sĩ, nghệ sĩ và những người có tiếng nói ở trên cộng đồng mạng cũng như trong xã hội. Người ta làm được những điều đó thì phải trân trọng, và một chút nào đó mình có phải là kính phục người ta. Với cá nhân Trần Tân, với cá nhân Trần Tân nhé, rất nể phục và rất tôn trọng những cái việc mà những cái người người ta đã và đang đi làm từ thiện ủng hộ cho đồng bào miền Trung, cho dù đó chỉ là cái tấm lòng của người ta được nhờ những cái sự đóng góp của cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Còn tôi dám khẳng định là như cá nhân là Lê Minh Thể, Trần Duy Chiến, Nguyễn Uyên Thủy và cầm đồ Ngọc Đức
Nguyễn Huy Trương, Tân Thái, tôi dám khẳng định là chưa bỏ ra một đồng, một cắc bạc nào mà để ủng hộ cho nó miền Trung. Và các người đã có cái tâm địa như thế thì đừng, tốt nhất đừng bao giờ nói ra để chỉ để cho người dân trong nước người ta phỉ báng, phỉ nhổ vào mặt các người thôi. Mà các người là cái loại xáo động. Còn người dân trong nước người ta sống bằng cái thiết thực, lá chào, lành đùm lá rách. Chào tôi Tân Bình nha. Lâu quá anh mới gặp em. Chút xíu lên nha tôi Tân Bình. Chứ còn những cái việc người dân trong nước, trong và ngoài nước có một cái tâm người ta đã và đang làm, đó là cái tâm của người ta. Còn cái giới chống cộng cực đoan, giới dân chủ hội không làm được thì tốt nhất lặng ngắt đi. Và trong cái giờ phút này mà các người lại đi, người cộng đồng trong và ngoài nước người ta đang chung tay ủng hộ, góp sức để gọi là khắc phục cái hậu quả của thiên tai với đồng bào miền Trung, thì các người quay ra đi nói một cái chuyện là thể chế mới này nọ, nó vừa lạc lõng và nó vừa có một cái là các người không có cái tâm. Bởi vì các người thấy ở dân, người dân trong nước người ta rất ý thức những cái điều đó. Bây giờ tất cả các việc vui chơi giải trí hay là tất cả mọi cái mà gọi là trên trong xã hội, trong Việt Nam người ta và những cái gì đó người ta có sinh hoạt mà nó mang cái tính chất là vui chơi giải trí, người ta gần như là dừng lại, hoặc có thì người ta cũng gần như là người ta không công khai. Một là người ta để chia sẻ, hai là người ta không muốn gọi là khi một người dân trong nước mà người ta bị hoạn nạn, mà những cái người gọi là một số người cá nhân người ta lại đi gọi là, dù người ta có điều kiện, người ta có quyền đó, không ai cấm, nhưng người ta vẫn che giấu những điều đó đi để chia sẻ cũng như là để mà gọi là chấp nhận, gọi là ủng hộ những cái đồng bào miền Trung để vượt qua cái cơn hoạn nạn thiên tai bão lũ này, chứ không phải những cái lời nói sao đóng để mà chê bai chỉ trích cho nọ trên kia. Các người có dám cầm những đồng tiền và đưa đến tay những người dân đâu, như ca sĩ Thủy Tiên hoặc như rất nhiều những mạnh thường quân khác không? Chưa thấy một nhà đấu tranh nào dám làm những việc đấy mà có điều kiện làm việc đó. Tôi dám khẳng định là không thể có điều kiện làm những việc đó. Thì tốt nhất lặng ngắt đi để cho người ta làm. Còn chính phủ người ta có những việc khác. Chính phủ người ta lo cái tầm trên, đúng cái rồi, tầm vĩ mô, chứ không phải là chỉ là những cái miếng ăn nhỏ cho người dân. Không phải có chứ không phải là không, vẫn phải lo. Nhưng cái vĩ mô người ta phải tổng kết, người ta phải hạch toán lại trong thiệt hại của vùng này nó là bao nhiêu tiền, ngân sách cả nước phải chi cho vùng này là bao nhiêu tiền. À, chuyện lớn người rồi, có cái hoạch định rõ ràng chứ. Chuyện lớn rồi, đâu phải vấn đề là cứ phải tiền trong túi mà người ta cứ móc ra là người ta đưa cho đâu, không có điều đấy. Rồi tất cả đồng bào miền Trung, những người vùng bị chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt đều sẽ được nhà nước quan tâm và người ta sẽ gọi là cung cấp thiết những cái vật tư thiết yếu đảm bảo cuộc sống của người dân ở trong nước và những vùng, nhất là những vùng thiên tai bão lũ gì đấy. Chính phủ người ta không thờ điều đấy, con dân trong nước làm gì có chuyện thờ chuyện như thế. Còn nhân đây như cái chuyện mà một số chiến sĩ mà đã bị hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, trang mạng của bọn chống cộng cực đoan cũng như là của bọn dân chủ quyền trong nước nói là tại sao gọi là 13 chiến sĩ, Trần Tân nói trước cái việc 13 chiến sĩ đi vào cái vùng lũ như thế mà lại âm thầm đi làm. Người ta không có âm thầm, tất cả mọi kế hoạch đi làm của một đơn vị nào đó người ta đều được thông qua từ trên xuống dưới, chứ không phải cái lũ chống cộng cực đoan thích là nói, không có điều đấy. Vô tổ chức như cái lũ chống cộng cực đoan là không có điều đấy. Nên Trần Tân mấy hôm nay rất bức xúc ở những cái chuyện mà cái bọn chống cộng cực đoan, những bọn dân chủ của nó xuyên tạc về những cái việc mà nhà nước đang lo cho người dân và một số những chiến sĩ đã hy sinh trong cái
cái lúc mà đi cứu hộ cứu nạn cho cái thủy điện như thế, và một số những mạnh thường quân mà đi đang đi cứu trợ cho đồng bào bão lụt như thế, là Trần Tân rất bức xúc của cái sự xuyên tạc của chuyện đó. Nên Trần Tân chỉ muốn nhắn gửi một điều tức cho cái lũ chống cộng cực đoan của tôi là các người không làm được, và nói thẳng các người cũng không bao giờ có khả năng làm được những cái điều như người dân trong nước người ta làm. Những cái mạnh thường quân trong nước người ta làm thì hãy để cho người dân và chính phủ người ta lo cho người dân.